Xin kính chào quý công chúng chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc ạ. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490188 ạ. Hoặc 0396 164604. Hiện tại đang là buổi tối của ngày 21 tháng 11 năm 2024. Thì tối hôm nay bên cơ sở lan rừng nhà em lại về thêm rất là nhiều những cái dòng hàng lan đẹp ạ. Ngập nhà luôn cô chú anh chị nhé, những cái cây lan rất là đẹp, cô chú anh chị có thể thưởng thức hoa trong mùa Tết cũng như là trong cái thời gian tới ạ, vào trong xuân. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho người phát hàng, gian báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển ạ. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện nhắn tin theo số điện thoại bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng, và mỗi 1 kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có cô chú anh chị nhé. Đầu tiên thì muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái dòng lan Hoàng Thảo Hoàng Lạp. Thì hôm nay thì em có vài lô Hoàng Thảo Hoàng Lạp thôi ạ. Cái lô này em gọi là lô số 3 nhé, gọi là phần số 3. Và phần số 3 này xin phép được bán với giá cả lô này cô chú anh chị này. Thân to đùng luôn, mướt như vậy. Xin phép được bán cả lô này với giá chỉ 60.000 thôi ạ. Phần tiếp theo sẽ là phần số 2 ạ. Phần số 2 của cô chú anh chị này. Có hai rề nhá, giả hành căng mướt luôn. À, chỗ này cô chú anh chị về trồng sưu tầm để có một cái giò lan xinh đẹp cho mùa xuân đây ạ. Và cái hình số 2 này xin phép được bán với giá 50.000 và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 1, phần số 1 nhá. Phần số 1 là hai rề, thân căng mướt, nói chung là nó hơi ít lá nhưng mà thân rất là căng. Lô này em xin phép được bán với giá là 30.000 luôn này cô chú anh chị này. Tiếp sau này đây sẽ là dòng dáng hương đuôi sóc. Những cây lan dáng hương đuôi sóc hàng lá xếp xinh luôn, cây thẳng tắp luôn cô chú anh chị này. Đó. Và dòng dáng hương đuôi sóc này với giá em đang bán chiều 120.000 cho 1 kg thôi. Dáng hương tam bảo sắc, một cái lô hàng đẹp mê luôn ạ. Cô chú anh chị hãy lấy tam bảo sắc nếu như muốn thưởng hoa xuân, hãy lấy từ bây giờ, bởi vì sau Tết nếu như có ạ thì có thể là khi đấy nó đã tàn hoa rồi, hoặc nếu mà cô chú anh chị mua sau Tết thì gần như là không có hàng luôn. Mà nếu mà có thì cực kỳ là héo, rất là xấu luôn cô chú anh chị nhá. Cô chú anh chị có thể lấy ngay từ bây giờ, cây cực kỳ là căng đẹp. Và còn hơn 2 tháng nữa thôi là bắt đầu sang xuân rồi, cây sẽ hồi lại rất là nhanh. Cô chú anh chị mình có thể có một cái giò lan thơm ngát, cây lan không kém gì hoàng nhạn. Rất là thơm và hàng hôm nay là hàng tuyển chọn cực kỳ là đẹp như thế này này cô chú anh chị này. Hàng lá xếp rụt, bản lá dày cộp cực kỳ là đẹp luôn. Một cái lô tam bảo sắc hàng tuyển chọn như vậy nhá, quý anh chị nhá. Xin phép được bán với giá là 160.000 cho 1 kg ạ. Hàng rất là đẹp luôn. Và tiếp sau mè đây sẽ là những cây lan đùi gà tròn. Lác đác đâu đây, đang có những cây lan đùi gà tròn, sưng nụ rồi, nhú nụ rồi cô chú anh chị ạ. Đó, nên là cô chú anh chị mình yên tâm rằng là cô chú anh chị hàng này thì ở những nơi ấm áp là chắc chắn là sẽ nở hoa thời điểm Tết luôn. Mấy cây lan rừng với những cái bông hoa rực rỡ, gà tròn vùng Cao Bằng. Lác đác đâu đây là có cây nhú nụ rồi nhá cô chú anh chị nhá. Và xin phép em được bán dòng đùi gà tròn của vùng Cao Bằng này với giá là có 160 1 kg thôi cô chú anh chị ạ. Cực kỳ là rẻ luôn ấy ạ. Chỉ cần vài thân nở thôi là cô chú anh chị có một cái giò hoa rực rỡ rồi ạ. Hàng cây rất là đẹp mà khô ráo, cái mùa mà cô chú anh chị chơi hoa rất là trọn vẹn cái dòng lan đùi gà tròn này. Một cái giò lan rừng nở hoa thời điểm Tết với sắc hoa rực rỡ thì em nghĩ là một điều rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và tiếp sang bên này đây. Tiếp sang bên này đây thì cũng là cái dòng lan đùi gà này. Em còn có cả những cái hình mà em đang chia theo hình nữa. Cô chú anh chị nhìn này. Những cái lô đùi gà cực mướt và rất là đẹp luôn. Cô chú anh chị cùng em xem và có thể chọn theo hình ở đây cho em này. Hình này gọi là hình số 10 và chỗ này là nguyên hai rề luôn. Chỗ này là cô chú anh chị có một cái giò lan rực rỡ vô cùng luôn ạ. Xin phép bán hình số 10 này, hai rề đẹp nhá cô chú anh chị nhá. Với giá đang là 60.000 cho cả cái lô này. Đó. Một cái lô như thế này làm về làm một cái giò gà quá xuất sắc luôn đúng không ạ? 60.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 9 ạ. Chỗ này là hai rề, về cô chú anh chị có thể làm luôn cho em hai giò ạ. Hoặc là làm một giò to đùng luôn ạ. Vài lô này xin phép được bán là 100.000 ạ. Hình tiếp theo sẽ là hình số 8. Hình số 8 này thì em có cũng là nguyên hai rề xanh mướt luôn này. Và hình số 8 này xin phép được bán với giá là 80.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 7. Hình số 7 này em bán với giá là 60.000 này. Đó, cũng là hai rề nhá. Và bên này đây sẽ là hình số 3. Số 3 mướt luôn cô chú anh chị này. Cô chú anh chị thấy là rất là rẻ luôn. Cô chú anh chị chỉ cần bỏ ra một cái số tiền không có lớn, vài chục nghìn để có một cái giò lan chơi Tết rực rỡ luôn rồi. Đúng chuẩn cây lan rừng rất là bền hoa luôn. Cái hình số 6 này xin phép được bán với giá sẽ là 80.000 nhá cô chú anh chị nhá.
Và tiếp sau này đây sẽ là dòng lan hoàng thảo u lồi, hay còn gọi là hoàng thảo ngũ tinh, hàng đang nụ này, cô chú anh chị này. Với cây lan phải nói là nó là một trong 10 cái cây, 9 cái cây lan có hoa to và đẹp nhất trong tất cả những cây lan rừng ấy ạ. Có hoa to và đẹp nhất nhé cô chú anh chị nhé, mà là dòng lan nhú nụ rất là đẹp như vậy để cô chú anh chị mình về thưởng hoa một cách trọn vẹn luôn. Cô chú anh chị nhìn cho em này, đó những cái thân hoa đang nhú nụ cực kỳ là đẹp như thế này cô chú anh chị. Nhanh tay sưu tầm bởi vì cây bây giờ nó đang nhú nụ, cô chú anh chị sẽ được thưởng hoa tròn vẹn. Còn nếu mà cô chú anh chị mà lấy muộn quá thì kiểu gì cái nụ này cũng sẽ có nụ rụng, nụ mất khi mà nó đã to trồi ra hẳn bên ngoài lớn rồi ạ. Mầm gốc đang lên này. Và 1 kg cái dòng lan hoàng thảo u lồi hay còn gọi là hoàng thảo ngũ tinh ở đây xin phép được bán với giá là 280.000 cho 1 kg nhé. Tiếp sau này đây sẽ là dòng lan hoàng thảo đơn cam. Một cái cây lan mà người ta thuần vườn rồi thì cực kỳ là đắt đỏ. Còn đây sẽ là một cái cơ hội tuyệt vời nhất trong năm để cô chú anh chị mình vừa được ngắm những bông đơn cam một cách trọn vẹn, và là một cái cơ hội tuyệt vời nhất để cô chú anh chị có thể thuần được những cây đơn cam này. Đó, đơn cam đang sưng hết những cái mắt nụ rồi. Chỉ cần một đốt ngón tay thôi là cũng có thể cho cô chú anh chị những bông hoa rất là xinh đẹp rồi cô chú anh chị nhé. Bắt đầu là sưng những cái mắt nụ rất là lớn rồi ạ. Hoàng thảo đơn cam xin phép được bán với giá là 600.000 1 kg. Và cái dòng hoàng thảo đơn cam này xin phép em sẽ bán từ 0,1 kg luôn nhé. 0,1 kg luôn. 0,1 là cô chú anh chị cũng có một cái giò lan rất là đẹp để mà ngắm rồi. Này, cô chú anh chị này. Cái mắt nụ sưng, bắt đầu sưng rất là lớn rồi. Bán từ 0,1 kg nhé. Đây ạ. Thân căng rất là đẹp luôn. Không có dài lắm. Nên là cô chú anh chị mình về sẽ về lấy được rất là nhiều cây giống cũng như là có một cái mùa hoa xinh đẹp từ những cây đơn cam này với cái số tiền bỏ ra rất là nhỏ thôi. Hiện nay thì có những giò đơn cam mà người ta đã thuần rồi thì một giò đơn cam có thể lên đến giá 400-500.000, từ 300-400.000. Đó, cô chú anh chị mình có thể lấy những cây này rất là rẻ, cô chú anh chị mình về thưởng thức hoa và làm cây giống ạ. À, bên này đây ạ, một cái dòng lan vô nữ hồng lâu mộng quá là xinh đẹp luôn. Cái sắc hoa này cô chú anh chị cùng em ngắm, cái độ bền của dòng lan vũ nữ hồng lâu mộng này phải được trên hơn một tháng. Cái mặt bông này phải nói là mặt bông xuất sắc cô chú anh chị ạ. Bông hoa vừa to đẹp mà lại cái bông hoa, cái sắc hoa cũng rất là đẹp. Mà cái bông hoa của cái cây vũ nữ hồng lâu mộng này cũng rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Đó, cái sắc hoa hồng và cái lưỡi trắng rất là xinh luôn. Bông hoa to nhé mà thơm ngát luôn ạ. Một cái chậu lan vũ nữ hồng lâu mộng với cái chậu mà với những cái giả hành căng mướt như thế này, ngay cả những anh chị chưa bao giờ chơi lan luôn thì những cái cây vũ nữ hồng lâu mộng này cô chú anh chị vẫn có thể thuần được, mà nó nở hoa liên tục chứ không phải là nở một lần hoa siêng hoa luôn cô chú anh chị ạ. Vô cùng là thơm nhá cô chú anh chị nhá, siêu thơm luôn. Xin phép được bán một chậu hồng lâu mộng này cần hoa dài đẹp với giá màu hồng này, với giá em đang bán chỉ có 70.000 cho một chậu thôi ạ. 70.000 cho một chậu thôi, quá rẻ nhá cô chú anh chị nhá. Cây hoa rất là đẹp, bông to, cần hoa cao dài đẹp luôn. Còn bên này đây ạ. Một cái dòng lan mang cái sắc hoa vàng nhẹ cũng rất là quyến rũ luôn, chi chít là hoa của chị anh chị ạ. Mang cái sắc hoa vàng nhẹ và sai bông vô cùng luôn. Cái mùi hương thơm của cái cây này cũng ngọt ngào vô cùng của chị anh chị ạ. Một cái chậu như thế này cũng đủ xinh đẹp luôn, sai hoa chi chít luôn. Một chậu sẽ rơi khoảng tầm ít nhất là 4 ngồng hoa. Hiện tại thì cây đang nụ hoặc là cây đang hoa, nhưng mà cây này thì độ bền khoảng tầm 1 tháng của chị anh chị mình yên tâm cho em. Một cái sắc hoa rất là ngọt ngào cô chú anh chị ạ. Màu vàng nhẹ rất là ngọt ngào. Với giá em đang bán một chậu xinh đẹp như thế này cũng có giá là 70.000 nhá cô chú anh chị nhá. Đây, 70.000 cho một chậu như vậy ạ. Bên này đây thì em vẫn có những cây lan cửu bảo tiên nhá cô chú anh chị nhá. Lá căng mướt và bản lá to rất là đẹp luôn ạ. Những cây lan cửu bảo tiên ở đây ạ. Cây cao tới nhất là 20cm trở lên rồi. Mặt hoa cực kỳ là đẹp cây cửu bảo tiên này này cô chú anh chị mà chơi lan nhiều thì không lạ gì cái mặt bông cây cửu bảo tiên này đâu ạ. Bông hoa to và rất là bền hoa. Xin phép được bán một cái chậu cửu bảo tiên này với giá chỉ 130 thôi cô chú anh chị ạ. Bên này đây ạ, cũng là cái dòng lan vũ nữ. Em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị là cây lan vũ nữ sô cô la baby ạ. Cây lan vũ nữ sô cô la baby, cái dòng hoa này với độ bền cô chú anh chị nào theo dõi thì cô chú anh chị biết rồi. Cây vũ nữ sô cô la này cái độ bền của nó rơi ít nhất phải tầm tháng rưỡi đổ lên. Từ khi nở hoa cho đến khi tàn thì cái hương thơm vẫn lưu giữ thơm tuyệt vời trên từng cái bông hoa một của dòng lan vũ nữ sô cô la này, thơm ngát luôn cô chú anh chị ạ. Cực kỳ là bền hoa mà lại bông hoa cũng rất là đẹp nhá. Cái sắc hoa cô lộ sô cô la rất là đậm đẹp như thế này. Bền, rất là bền hoa mà lại thơm ngát.
Nói chung là đủ những tiêu chuẩn đẹp, bền hoa và thơm, mà lại siêng hoa nữa cô chú anh chị ạ. Và một cái chậu lan vú nữ sô-cô-la này em đang bán với giá 1.700.000 thôi. Cũng không còn có nhiều chậu đâu cô chú anh chị nhá. Bình thường cái hàng sô-cô-la này này, giá trước nay thì vẫn rất là đắt ạ, còn bây giờ thì giá 1.700.000 cho một giò nhá. Bên này đây ạ, cô chú anh chị mình cùng em ngắm những cái chậu lan sơn thủy tiên ạ. Nhìn cho em từng thân một, từng chậu lan một nó sum xuê và thân nào thân đấy nó căng mướt đẹp như thế này này cô chú anh chị này. Thân nó căng mướt đẹp như thế này nhá, một chậu nặng chịu tay luôn cô chú anh chị ạ. Chậu nào cũng như chậu nào cực kỳ là đẹp ạ. Đây ạ. Bự giả hành căng mướt và cực đẹp luôn, hứa hẹn cho cô chú anh chị sẽ là những cái giò hoa xuất sắc, những cái tác phẩm tuyệt vời. Những cái giò hoa cho cô chú anh chị, những chùm hoa vàng rực rỡ ở mùa xuân. Với giá em đang bán chỉ 170.000 một kg. Riêng dòng sơn thủy tiên này 1 kg không dưới 180-190. Nên là ở đây hiện tại thì những phiên bán hàng này em sẽ không bán hàng cân. Bởi vì so với cái hàng cân thì hàng này nó rất là đẹp mà cực kỳ là rẻ luôn ạ. Tiếp sang này đây sẽ là hoàng thảo chuỗi ngọc này cô chú anh chị này. Những cái cây lan hoàng thảo chuỗi ngọc với những cái thân thắt đốt sáng bóng đẹp từng thân một luôn cô chú anh chị ạ. Đây là một trong những cây lan mà không phải là dễ thuần luôn nhé cô chú anh chị nhá. Thân căng mướt và cực đẹp luôn ạ. Một chậu như thế này thì sẽ rơi khoảng tầm cả chục thân. Nên là hứa hẹn cho cô chú anh chị sẽ là những cái giò hoa mà nở đẹp một cách xuất sắc. Một trong những cây lan rừng mà không chỉ đẹp hoa mà ngay cả thân của nó, thân nào thân nở đấy thắt đốt sáng bóng đẹp như thế này. Và xin phép được bán một cái chậu lan, một cái chậu lan này với giá sẽ là chỉ có giá là bao nhiêu ạ? 170.000 cho một cái giò lan này. Từng thân một, một chậu lan rất là đẹp cô chú anh chị ạ. Đây bên em đang có duy nhất một chậu kiều dẹt nhá, một cây hoa mà được coi là nữ hoàng của các cái dòng lan kiều đấy ạ. Bông hoa rất là đẹp mà cũng là một trong những dòng lan rất là khó thuần. Đây thì em đang có một cái chậu kiều dẹt mà đã thuần sẵn trong chậu như thế này rồi. Xin phép được bán chậu này với giá là 190.000. Thực sự thì cái giá này nó còn rẻ hơn cả cái hàng mà người ta bán theo hình luôn cô chú anh chị ạ. Bởi kiều dẹt không hề rẻ nhá. Tiếp sau này đây sẽ là những cây lan mặt trời Bangkok lai với châu hồng gấm nhá. Một cái cây lan mang cái sắc hoa vô cùng là rực rỡ ở đây ạ. Và một cái cây lan mặt trời Bangkok lai hồng gấm này vừa rực rỡ hoa mà cũng là một cái dòng lan siêng hoa và sẽ cho cô chú anh chị mình với những cái bông hoa quanh năm luôn. Xin phép được bán một chậu mặt trời Bangkok lai châu hồng gấm này sẽ là 130 cho một chậu. Và tiếp sau mè đây sẽ là những cái cây lan, những cái cây nữ hoàng bóng đêm ạ. Một cái cây lan với cái hoa trắng tinh không tì vết. Có lẽ vì vậy mà có tên gọi là nữ hoàng bóng đêm, một cái điểm sáng trong bóng tối, có lẽ như vậy đấy ạ. Xin phép được bán một cái chậu lan nữ hoàng bóng đêm này. Giá sẽ là 100, à đâu có 70.000 cho một chậu thôi. Và bên này đây ạ, em vẫn có những cái chậu lan cắt lai A với những cái mã màu cực kỳ là đẹp và những cái cây lan rất là rẻ của chú anh chị ạ. Cây rất là khỏe đẹp như thế này, cô chú anh chị về chăm giúp em 1-2 tháng sau là cô chú anh chị có những cái bông hoa đẹp xuất sắc rồi. Thì ở đây em đang có những cái mã màu này cô chú anh chị này. Rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Dòng cát này thì cái mặt bông nào cũng đẹp một cách xuất sắc nhá cô chú anh chị nhá. Mệnh danh là nữ hoàng của các loại lan đây ạ. Cái mặt bông này, cái mã màu rất là đẹp như thế này. Nhiều cô chú anh chị cứ muốn là lấy cái hàng mà nó có nụ rồi về để mình chơi hoa luôn. Tuy nhiên thì em dám khẳng định cô chú anh chị rằng cô chú anh chị có về, có nhìn thấy cái mặt hoa đi chăng nữa thì cũng không thể nào mà thấy được cái vẻ đẹp của cái cây cát này. Thậm chí là về nụ có thể bị thui, bị trột bởi vì là qua đóng gói vận chuyển rất là xa thì hàng có thể dễ dàng bị thui nụ nhé cô chú anh chị nhé. Thì hiện tại em đang để giá một cái chậu cát rất là đẹp với những cái mã màu xinh đẹp vô cùng ở kia. Đó và cây thì khỏe đẹp, rất là đẹp luôn như này. Giá chỉ có 90.000 cho một giò lan cát lại A. Dòng cát một lá bông đại nhé cô chú anh chị nhé. Dạ, tiếp sang về đây cô chú anh chị cùng em lựa chọn những cái chậu lan mà giá cực kỳ là rẻ, hàng rất là đẹp mà dưới cả giá sỉ luôn cô chú anh chị nhá, dưới cả giá bỏ sỉ luôn ạ. Đây ạ, đầu tiên thì muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những chậu địa lan bạch ngọc nhá cô chú anh chị. Những cây bạch ngọc thời điểm hiện tại thì hàng em thấy người ta bỏ sỉ giá đã lên đến trên 300.000 rồi. Một cái cây lan mà nếu như nở đúng hoa Tết thì cây này rất là đắt. Hiện tại em thấy là có những nơi người ta bỏ sỉ đã lên đến trên 300.000 rồi cô chú anh chị ạ, không hề rẻ luôn. Và những cái chậu địa lan bạch ngọc này, hàng đang nụ rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Cánh hoa tròn đều và càng nở thì hoa sẽ cánh hoa của nó sẽ càng dần chuyển sang cái màu trắng trắng tinh luôn nhé cô chú anh chị nhé. Và rất là thơm, cực kỳ là bền hoa nữa. Trên mỗi cần hoa này chỉ có một vòi hoa nở thôi mà cô chú anh chị thấy là nó sum xuê và nó đẹp như thế này rồi. Đây chỉ là một cần hoa thôi cô chú anh chị ạ. Và một cái chậu bạch ngọc
hoa trắng này, cô chú anh chị vừa về làm cây giống và về thưởng thức hoa luôn ạ. Cây rất là khỏe đẹp như vậy, giá chỉ 150.000 thôi cô chú anh chị ạ. Duy nhất cái lô hàng này thôi cô chú anh chị nhá. Rồi thì em nghĩ rằng qua đi để mà có những cái chậu lan bạch ngọc với cái giá hàng đẹp và với cái giá mà rẻ như thế này thì em nghĩ là chắc là rất là khó mà kiếm được luôn ạ. Nên là cô chú anh chị có thể nhanh tay tranh thủ sưu tầm cái cây bạch ngọc hàng chuẩn hoa như thế này rồi cô chú anh chị mình yên tâm cho em nhá. Rồi tiếp sang bên đây sẽ là cái dòng lan hương cát cát. Cô chú anh chị cùng em nhìn lại những cái chậu bạch ngọc ạ. Cây rất là khỏe luôn, hàng nụ đẹp nhé. Tiếp sang bên đây sẽ là dòng lan hương cát cát, hay còn gọi là một trong những dòng lan với sắc hoa vàng này. Cũng là một trong những cây lan mà chủ yếu là nở hoa vào thời điểm Tết ạ. Và cái cây lan hương cát cát này người ta còn quan niệm rằng là nó mang đến tài lộc và vận may. Đặc biệt là cây này hoa thì cái mùi hương thơm của nó thơm ngọt mà lại tạo cái cảm giác vô cùng là thư giãn luôn. Cây hương cát cát này cô chú anh chị này, cái sắc hoa vàng và rất là sáng chứ không có một cái điểm tối nào luôn từ cái bông hoa hương cát cát này luôn ạ. Một cái chậu như thế này thì ngoài cái cần hoa đang nở ở đây còn rất là nhiều thân như vậy thì em nghĩ rằng là nó sẽ cho cô chú anh chị mình những cái vòi hoa đẹp tuyệt vời nữa ở mùa xuân. Thân cứng cáp và khỏe đẹp như thế này thì không có lý do gì sẽ cho cô chú anh chị thêm một mùa hoa nữa cô chú anh chị nhé. Giá em đang bán một chậu hương cát cát này giá chỉ có 100.000 thôi ạ. 100.000 thôi cô chú anh chị này. Trong những dòng lan mà nếu mà nở hoa đúng vào thời điểm Tết cây này cũng rất là đắt luôn cô chú anh chị ạ. 100.000 cho một cái chậu lan hương cát cát, cây khỏe đẹp luôn. Bên này đây sẽ là cái mã màu hồ điệp ạ. Hồ điệp lá biên hay còn gọi là dòng hồ điệp lá phát tài ạ. Cây ngay hai ngồng hoa, hàng nở chuẩn Tết siêu đẹp như thế này, giá là 50.000 cho một chậu. Không thể nào mà rẻ hơn được nữa luôn cô chú anh chị nhá. Nụ đẹp, cây khỏe. Chậu hai vòi bông, độ bền trên 2 tháng. Giá chỉ có 50.000 cho cây hồ điệp lá biên này. Bên này đây ạ, cũng là một cái mã màu hồ điệp để cô chú anh chị mình chơi hoa Tết. Mà phiên nào, năm nào thì cái mã màu này cũng cháy hàng, không có hàng bán luôn cô chú anh chị nhá. Dòng hồ điệp hoa trắng và lưỡi đỏ ạ, rất là nổi bật luôn cô chú anh chị ạ. Sáng, rất là nổi bật, đẹp một cách tinh khôi luôn ạ. Thì ở đây một cái chậu lan hồ điệp mà hồ điệp với dòng hoa trắng và họng đỏ. Hoa trắng lưỡi đỏ rất là đẹp luôn. Chậu hai ngồng hoa khỏe như thế này cũng là một trong những cây hoa chuẩn Tết nhé cô chú anh chị nhé. Em đang bán là 50.000 cho một chậu thôi. Hàng này giá này thì nó không bằng một nửa của giá của những cái cây lan này vào những ngày Tết luôn cô chú anh chị ạ. Cây một cần hai cần hoa như thế này thì không thể có dưới giá 100.000 luôn nhé cô chú anh chị nhé. Những cái phiên bán hàng hoa Tết ạ. Bên này đây là một cái mã màu cho cô chú anh chị nào thích cái sắc hoa rực rỡ ạ. Nụ chi chít như trông luôn cô chú anh chị này. Nụ chi chít như trông luôn, một chậu sẽ rơi từ ít nhất là 2-3 ngồng hoa trở lên đấy ạ. Và cái sắc hoa của nó sẽ là sắc hoa hồng và lưỡi đỏ. Đủ rực rỡ luôn cô chú anh chị ạ. Cho ai yêu thích cái dòng hoa rực rỡ này thì một cái chậu lan như thế này rơi cũng từ 2-3 ngồng hoa và cây rất là khỏe luôn. Cây rất là khỏe như vậy nhá. Mà nhiều ngồng hoa nhưng mà không phải là nó còi bằng nhiều ngồng hoa. Cái ngồng hoa của nó vẫn đạt là rất là mập luôn ạ. Và một cái chậu như vậy em đang bán với giá chỉ có 55.000. 55.000 cho một chậu thôi nhỉ cô chú anh chị này. Cây khỏe đẹp và ngồng hoa to bự luôn ạ. Đấy ạ. Ngồng hoa to đùng luôn. Chỉ cần vài bông nở thôi, một cần hoa vài bông nở thôi cũng đủ xinh đẹp luôn nhé. Chú ý chị có 55.000 cho một cái giò lan như vậy. Cái này đây là những cái cây lan mà đã hồ điệp đã nở hoa sẵn rồi. Đó, cây sẽ rơi khoảng tầm cây có cây hai ngồng hoa rất là xinh đẹp như thế này này cô chú ý chị này. Chậu hai ngồng hoa rất là đẹp luôn, độ bền của nó sẽ trong vòng trên 2 tháng ạ. Về cô chú ý chị ngắm hoa đã mắt luôn ạ. Một cái chậu với hai ngồng hoa như thế này cũng đủ xinh khi cô chú anh chị trưng ở bất cứ vị trí nào. Và một cái chậu như thế này xin phép được bán là 80.000 cho một giò nhá. Cái hồ điệp, cây hồ điệp đang nở hoa để cô chú anh chị ngắm đã mắt. Rồi sau đấy cô chú anh chị có một cái cây lan giống cho sân vườn của nhà mình. 80.000 cho một chậu hai ngồng hoa và 70.000 cho chậu một ngồng hoa nhá. Đây này, một ngồng hoa cũng rất là đẹp luôn. Trên mỗi cần hoa nó nhiều hoa như vậy ạ. Một ngồng cũng rất là đẹp. Đó, giá chỉ 70.000, còn hai ngồng sẽ là 80.000. Còn tiếp sang mè đây ạ, là những cái cây lan hồ điệp trăm hoa nhé cô chú anh chị nhé. Giá siêu rẻ vô cùng luôn ạ. Gần như là bán hàng dưới giá nhập luôn cô chú anh chị này. Cô chú anh chị nhìn cho em cây lan hồ điệp trăm hoa, với cây lan rất là độc đáo tuyệt vời như vậy. Hiện tại thì cũng rất là nhiều nơi người ta bán giá có lẽ phải đắt gấp đôi nhà em.
mà người ta vẫn bán được, mà người ta bán live trực tiếp và không biết là có chạy quảng cáo hay không, mà giá rất là đắt luôn. Thì ở đây cô chú anh chị mình có thể cùng em sưu tầm những cây hồ điệp trăm hoa này cho sân vườn của nhà mình với giá mà em nghĩ rằng ai muốn sưu tầm thì cũng có thể lấy được. Đầu tiên ạ, em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đây sẽ là hình số 2 này cô chú anh chị này. Đây hình số 3 trước đi, một cây to bự luôn ạ. Cây như thế này là nơi khác người ta bán phải tầm 250 cô chú anh chị nhá. Thì ở đây xin phép bán cho cô chú anh chị là 150.000 thôi, rẻ chưa ạ? Cây tiếp theo sẽ là cây số 4. Đây cũng là một cây duy nhất và cũng rất là to. Cây này em bán là 150.000 này, và cây tiếp theo sẽ là cây số 5. Một cặp đôi cây mẹ con hàng vân lá đẹp, khỏe như vậy, và cây này xin phép được bán với giá sẽ là cặp đôi mẹ con này. Giá sẽ là 270.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 2. Đây cũng là một cặp đôi hai cây ạ, nguyên dề luôn cô chú anh chị nhá. Cặp song sinh này xin phép được bán với giá sẽ là 270 này. Và sang bên này cũng là hình số 1, cũng là một cặp đôi hai cây. Cặp đôi này xin phép được bán với giá là 260.000 ạ. Hồng lan giả hạc Pháp nhé cô chú anh chị. Một cái chậu như vậy rơi từ 8 cho đến cả chục thân trong một giò, 6 cho đến 8 chục thân trong một giò. Từ ít nhất từ 6 thân trở lên cô chú anh chị ạ. Nếu mà chậu nào khoảng tầm 6 thân thôi thì có những thân nó phải dài hơn 1 mét nhé. Còn chậu nào rơi 7, 8 thân thì 8, 9 thân thì nó sẽ ngắn hơn. Đó, một cái giò lan như thế này, đẹp như thế này, đủ cho cô chú anh chị có một cái tác phẩm tuyệt vời. Khi xuân đến, Tết đến, xuân về, cô chú anh chị ạ. Và một cái giò lan giả hạc Pháp như vậy em đang bán với giá là 130.000 cho một giò. 130.000 cho một giò. Cô chú anh chị nhìn cho em, đảm bảo là không làm cô chú anh chị mình thất vọng luôn. Đó, giả hạc Pháp ạ. Đây cô chú anh chị, đẹp lung linh luôn cô chú anh chị nhá. Dòng hoa giả Pháp. Chậu sum xuê nhiều thân như vậy. Còn tiếp sang mề đây thì muốn giới thiệu đến cô chú anh chị sẽ là những cây lan mà nở chuẩn hoa Tết luôn. Đầu tiên sẽ là cái dòng lan Dendro vàng kim cương ạ. Cái dòng lan sắc vàng người ta mang đến quan niệm rằng mang đến điều may mắn, tài lộc cho gia đình. Một cái cây Dendro sắc hoa vàng và cái họng đen hay còn gọi là Dendro vàng kim cương. Cô chú anh chị ạ, trước đây thì một thân vài trăm nghìn nhá, cô chú anh chị nhá, không hề rẻ luôn. Còn bây giờ thì cô chú anh chị mình có thể cùng em sở hữu ngay một cái chậu Dendro vàng kim cương mà rất là đẹp, đang nụ như thế này. Cô chú anh chị mình thưởng hoa chuẩn Tết luôn. Đó, cùng em sưu tầm những cây Dendro vàng kim cương này. Hoa rất là bền, đẹp. Bông hoa cánh hoa dày cộp và khuôn bông hoa tròn rất là đẹp luôn. Đặc điểm tuyệt vời luôn ạ. Chậu Dendro vàng kim cương này có tổng là tất cả là 2, 4, 5 thân nhé cô chú anh chị nhé. Thân căng mướt và hàng đang nụ đẹp như vậy, xin phép được bán là chậu này sẽ là 190.000 đi ạ. Chậu tiếp theo sẽ là chậu số 26, chậu này 25, chậu này 26 này. Chậu này tổng là 2 này, 4 này, 6 thân nhé. 6 thân. Hàng chậu nào cũng cam đoan cô chú anh chị là nụ rất là đẹp luôn. Xin phép bán cái chậu này giá sẽ là 200.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 27. Chậu này thì có 3 thân dài đâu đấy đến cả 80 cm. Và thêm vài thân ngắn hơn, chậu này xin phép được bán 180 thôi. Hình tiếp theo sẽ là hình 28. Chậu 28, mầm gốc lên rất là đẹp luôn này cô chú anh chị này. Về chơi hoa xong rồi mình có cây giống rất là đẹp. Chậu này em bán là 190 nhé cô chú anh chị nhé. Gọi là chậu 28 ạ. Chậu tiếp theo 29 cũng cực mê ạ. Rất là nhiều thân hoa. 2, 4, 6 thân hoa và thêm cả thân hoa ngắn nữa. Chậu này em bán là 200.000 chậu này. Và chậu tiếp theo chậu 30. Chậu 30 này có 5 thân ạ, và chậu này thì thân cũng rất là đều, mập mà nó hơi ngắn một chút thôi nhưng mà rất là mập. Chậu này em bán là 180 này. Tiếp sau mè đây dòng lan 5 cánh trắng họng hồng ạ. Chinh phục bất cứ một anh chị chơi lan khó tính nào luôn. Cái dòng hoa sẽ nở không thể thiếu trong những phiên bán hàng hoa Tết luôn cô chú anh chị ạ. Cái họng hồng nổi bật trên nền 5 cánh trắng tinh khôi, cái dòng này mà nở hoa trực tiếp thì xem mới mê luôn cô chú anh chị ạ. Sai bông từ gốc đến ngọn luôn, chậu với 3 cần hoa thôi đã đủ đẹp rồi. Đó, cái họng hồng nổi bật trên nền 5 cánh trắng rất là đẹp. Bông hoa nở căng hết cỡ luôn, sai bông tự nhiên luôn ạ. Thì hiện tại thì em đang chọn những cái chậu lan mà để đảm bảo cô chú anh chị mình có thể có cái cơ hội gọi là ngắm hoa. Đó, có cái cơ hội lớn nhất để mà được ngắm những cái bông hoa Tết ạ. Nên là thân nào thân đấy em lấy là hàng đã rụng hết lá như thế này là cô chú anh chị mình yên tâm nhé. Hàng rụng hết lá, vận chuyển không ảnh hưởng. Và cái thứ hai nữa là có cái cơ hội của cô chú anh chị mình có thể được ngắm những bông hoa Tết đẹp nhất. Cái chậu này gọi là cái chậu số 20 ạ. Chậu này rơi tổng 7-8 thân gì đấy. Tất cả 2, 4, 6, 7, 8 thân gì đấy ạ. Xin phép được bán chậu này với giá là 150.
Chậu tiếp theo sẽ là chậu 21 này. Chậu 21 này có 4 thân đều luôn cô chú anh chị nhá. Giá em bán là 130.000 cho cô chú anh chị mình đi ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 22. Chậu 22 này. Chậu này cũng rơi vào 2, 4, 6 thân đúng không ạ? Thân đều tăm tắp luôn, chậu này bán 140. Và chậu số 23, chậu này rơi vào 5 thân, em bán là 130 cho cô chú anh chị đi. Đủ đẹp luôn cô chú anh chị nhá. Tiếp theo sẽ là chậu 24. 100 chậu này rơi vào 6 thân, 2, 4, 6 thân. Chậu này em bán là 140 ạ. Trầm trắng ạ, cho cô chú anh chị nào thích cái vẻ đẹp tinh khôi và thơm tuyệt vời của dòng trầm trắng. Mỗi một cây lan nó mang một cái sắc thái, một cái vẻ đẹp riêng. Dòng trầm trắng chậu rơi ít nhất là 6 thân nhá. Nhỏ ngắn thôi nhưng mà siêu có võ luôn. Với giá 110.000 cho một chậu. Sang bên đây sẽ là dòng lan trầm cổ nhá, hay còn gọi là trầm than củi. Trước tiên cô chú anh chị mình cùng em ngắm cái mặt bông của dòng trầm cổ này trước đi ạ. Cái bông hoa sắc hoa đỏ rực rỡ như thế này này cô chú anh chị này. Cánh hoa sáp bóng luôn, bông hoa to khổng lồ luôn. Đây là một cái dòng lan trường tồn theo thời gian. Chính vì vậy ngoài cái tên gọi là trầm than củi thì người ta còn gọi nó là trầm cổ ạ. Và một cái chậu lan trầm cổ này, cô chú anh chị nhìn cho em. Quá là đẹp luôn đây ạ. Rơi ít nhất là từ 6 thân đổ lên nhá. Những cái chậu mà đây, những cái thân như thế này này, chậu này chắc có lẽ phải rơi từ ít nhất là 8 thân ạ. Thân nào thân đấy mập nú luôn, căng mướt luôn. Đó, cái thân của nó thì không có lẫn đi đâu được, xoắn tím này. Càng già càng xoắn tím luôn cô chú anh chị ạ. Đấy, chậu rơi từ ít nhất là 6 thân trở lên. Nói chung là những cái chậu nào mà chỉ có 6 thân nó sẽ rất là to. 2, 4, 6, 7, chậu này 7 thân này. Đều tăm tắp luôn này. Những cái chậu nào mà có 6 thân nó sẽ mập to đẹp hơn cô chú anh chị ạ. À, ví dụ như chậu này chắc cũng rơi khoảng tầm đâu đây 6, 7 thân gì đấy. Rất là đẹp luôn, từng chậu một, chậu nào cũng như chậu nào cực kỳ là đẹp luôn. Và giá sẽ là 140 cho một giò. Một giò 4 thân thôi cũng đủ đẹp. Còn những cái giò to bự như thế này chắc chắn là cô chú anh chị có những tác phẩm tuyệt vời. 140.000 cho một cái chậu lan trầm cổ này. Sang bên đây sẽ là những cái mã màu châu Thái. Hàng VIP luôn cô chú anh chị ạ. Hàng VIP mà giá bình dân luôn nhé cô chú anh chị nhé. Cực kỳ là VIP mà giá bình dân luôn ạ. Đầu tiên sẽ là cái cây số 19. Đây là một cây hồng cánh sen hàng bản lá mít này. Rất là đẹp luôn. Cây này xin phép được bán 220.000 cho cây này. Hàng mít rụt luôn nhé. Cái bản lá to. Cái này thì có hơi dập lá một chút xíu ở đây thôi. Cây tiếp theo là cây số 18. Cũng là một cây hồng cánh sen bự luôn của chính trị ạ, bản lá to như cái bàn tay luôn, nhìn thân thôi cũng mê. À, hơi cũng có hơi có lỗi một chút xíu thôi mà nụ to ủnh luôn đấy ạ. Chậu này xin phép được bán cũng là 220 nhá. Và chậu tiếp theo, chậu số 17 cũng là một chậu cặp đôi hai cây hồng cánh sen. Cặp đôi này xin phép được bán 250. Và bên này sẽ là chậu số 16. Là một cặp đôi cũng cánh sen nhá, 240.000 luôn ạ. 240.000 cho cặp đôi hàng quanh xe này, quá rẻ luôn. Riêng những cặp như thế này mà người ta lên chậu không bao giờ dưới 400. Bên này đây sẽ là cây sắc pháo đấy ạ. Cặp đôi sắc pháo hàng mít mướt luôn như thế này, xin phép được bán cặp đôi này. Chậu này với giá sẽ là 250.000. Bên này đây sẽ là hình số 14, cũng là một cặp đôi đỏ sắc pháo của chú anh chị ạ. Dạ, VIP đẹp như thế này nhá, em bán là 250. Sắc pháo ạ. Nhìn thân lá thôi cũng đủ đẹp rồi. Sang bên này đây cũng là một cặp đôi đỏ sắc pháo. Cặp đôi 2 cây và cặp đôi này em bán là 250. Đẹp luôn nhé. Và sang bên này đây sẽ là cái hình số em có 2 cây châu rừng. Cây này gọi là cây số 11 này. Cây số 11 một cây có 2 nụ nhé. Này em bán là 110.000 ạ. 110.000. Hơi dập một chút xíu ở đây. Và cây bên này sẽ là cây số 12. Cây này em bán với giá là 100.000 thôi. Cây này bị lỗi một chút ở đây này của chú anh chị này. Giống đỏ ạ. Cô chú anh chị mua về làm giống chơi và có thể ngắm hoa ở xuân tới này. Hàng xuống hết lá rồi. Chậu 35 giá chỉ có 80.000 thôi. Nó đẹp như thế này. Đó, nhìn hiện tại nó rơi vào 3 thân cao và thêm vài thân ngắn nữa mà giá chỉ có 80.000 thôi. Chậu này thì 3 thân nó đẹp như vậy rồi. Chậu tiếp theo chậu 36 này. Chậu này em để giá 80.000 luôn. Tổng 2, 4, 6 thân cả ngắn cả dài cô chú anh chị. Và bên này đây sẽ là giả kha oai ạ. Giá bán như tặng luôn. Trong những cây lan mà chỉ cần nở vài bông thôi cũng đủ thơm. Chậu 32 90.000, chậu 33 thân to đùng luôn, dài mập đẹp luôn cũng 100.000 và 90.000. Và chậu tiếp theo 34 90.000 ạ. 80.000 chậu này. Còn duy nhất một chậu kim điệp xuân này xin phép được bán là chậu này sẽ là 110.000 nhá cô chú anh chị nhá. 110.000 cho chậu lan kim điệp xuân này, thân căng mướt luôn, đang xuống hết lá căng mướt luôn. Còn sang bên này đây sẽ là cái chậu lan thanh đạm sữa. Chậu thanh đạm sữa này em bán 80.000. Và sang bên này đây ạ, sẽ là những cái cây lan hạc vĩ thiên cung lữ bố. Em còn có duy nhất 2 chậu thôi cô chú anh chị ạ. Thân nhỏ bé thôi nhưng mà siêu có võ luôn ạ.
với chậu thiên cung lữ bố này, sắc hoa đậm đà như vậy. Đó, chậu ở đây thì năm ngoái thì em có một cái chậu mà em treo bờ rào cũng chỉ có vài thân thôi, nhưng cũng đủ xinh này. Một cái chậu như thế này em đang để giá 80.000, em có hai chậu này, chậu số 1 và chậu số 2 có 80.000 một chậu nhá. À bên này đây ạ, em còn có một cái cây mít vip không tên của vùng Cao Bằng. Cây lan chưa có nổi tiếng nhưng mà đảm bảo em nghĩ rằng ngay cả những cây lan đã nổi tiếng rồi cũng thế không thể nào mà sánh bằng với cây mít vip không tên này luôn cô chú anh chị này. Đây ở đây em đang có một cái giò mít vip không tên và cái hàng này đang là Ki 51 nhá cô chú anh chị nhá. À Ki 52 ạ. Nó lên được hai ngọn và nhà vườn thì người ta cũng nhiều quá nên là người ta cũng không chăm được kỹ. Cô chú anh chị nhìn cho em thân đốt ngắn rụt rịt luôn. Đó, mập nù luôn và đốt rất là ngắn, rất là đẹp. Đó, nó rụt và rất là đẹp luôn nhé cô chú anh chị nhá. Thì cái chậu lan mít vip không tên với hai thân này xin phép được bán chậu này là 250.000 thì cô chú anh chị mình làm giống nhá, cô chú anh chị nhá. Bên này đây thì em đang có những chậu lan hài mốc hồng này. Chậu hài mốc hồng số 1 này. Chậu hài mốc hồng số 1. Chậu này em bán với giá là 60.000 ạ. Chậu hài mốc hồng số 2 cũng với giá luôn là 60.000. Ở đây sẽ là những cái cây đai châu Thái. Em cũng có những cây đai châu Thái nhá. Hàng đủ màu sắc luôn và đang ra nụ rất là tuyệt vời luôn đấy ạ. Không có mùa nào để cô chú anh chị trồng những cây châu Thái để mà ngắm hoa Tết đẹp như cái mùa này luôn. Cây nào cũng như cây nào, cây rất là khỏe và hàng đang nụ cực mê cô chú anh chị ạ. Giá là 100.000 cho một cái cây châu này nhá. Ở đây sẽ là những cây lan đen đỗ với cái sắc hoa tím hồng xinh xắn như vậy đấy ạ. Nở hoa liên tục quanh năm luôn. Đây cô chú anh chị này. Và một cái chậu lan đen rũ này. Giá có chụp 70.000 thôi cô chú anh chị ạ. 70.000 thôi cho một cái chậu lan đen rũ như vậy. À bên này thì em vẫn có những cái lô lan kim điệp xuân hay còn gọi là kim điệp giấy nhá. Em có 3 lô duy nhất, mỗi một lô này đủ cho cô chú anh chị có một giò lan đẹp luôn với giá chỉ có 35.000 cho một lô. Còn bên này sẽ là những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan. À những cái đặc sản này cô chú anh chị này. Miếng rong thái tay, hàng sợi thái tay nhá, hàng sợi to này. Với giá em đang bán là 8.000 cho một túi 1 kg. Miếng rong sợi nhỏ cũng với giá 80.000. Và miếng rong pha đén 100.000 cho một túi 1 kg. Nấm hương rừng 1 kg sẽ là 140.000 cho một túi nửa kg nhá. Xa mê ở đây thì rất là nhiều những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan. Vỏ thông đủ size ạ. 1, 2, 3, 4 vỏ thông vụn đồng giá sẽ là 20.000 cho 1 kg, rêu rừng 50.000. Duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000, hùng nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 trong cặp, Atonic 12.000 cho một gói, Super Thai hormone tăng trưởng 50.000 và dưỡng chất AB 85.000 một lọ. B1 Thái 40.000 và B12 giải độc cho cây 30.000, liền da mỹ tiến 40.000, liền da sẹo đen 55.000 và siêu da dễ N3M 30.000. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát, em có phân bón Hàn Quốc và phân bón Rinai đồng giá 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón lá đồng giá 35.000, các tan đặc trị thối nhũn 40.000, một kim thuốc đặc trị côn trùng 70.000. Và bên này là em có nano bạc và nano đồng em có nhé. Hai cái loại này thì phòng và điều trị rất là nhiều bệnh cô chú anh chị ạ. Giá là 40.000 cho một lọ. Superman với giá 30.000 cho một gói. Cũng là phòng và trị nhiều bệnh. Bên này là Chichodema phân bón vi sinh kháng 55.000 một túi. Dây buộc lan chiều dài 100m do cắt kèm theo tiện dụng 35.000 một cuộn. Phân bón trùn quế nguyên chất dòng cao cấp 35.000 một gói. Phân dê đã qua xử lý 18.000 một kg. Tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lan, dạng nhỏ giọt, với giá tiền là 40.000 cho một lọ cô chú anh chị nhá. 40.000 cho một lọ tinh dầu hồi này, hoàn toàn chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên ạ, của vùng Cao Bằng ạ. Chắc chắn rằng những giọt tinh dầu hồi này sẽ đem đến cho cô chú anh chị rất là nhiều những công dụng dược liệu tuyệt vời, như là giảm đau rất là hiệu quả này, không gây nóng rát ạ. Và đặc biệt là cái mùi hương thơm của nó có thể giúp cho cô chú anh chị có một cái cảm giác thư giãn tuyệt vời luôn. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có ạ. Và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi nhé. Xin phép em được dừng clip ở đây ạ. Cô chú anh chị cùng em xem lại những cái cây địa lan cực kỳ là đẹp. Lẻ dưới cả giá sỉ luôn. Cây cát cát này cô chú anh chị này. Hoa vàng rất là đẹp. Những cây bạch ngọc mà hiện tại người ta bán giá sỉ lên đến vài trăm nghìn. Mà một cái chậu lan ở đây em đang bán chỉ có giá là 150 thôi cô chú anh chị ạ. Rất là rẻ luôn. Em ôm được một cái lô hàng nói là cực kỳ là rẻ, giá hợp lý của chúng chị mình sưu tầm một cái cây lan như vậy.